Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Anh Nhìn Việt Nam. Bạn là một người thích sử dụng những chiếc flagship, thế nhưng túi tiền lại không hề rủng rỉnh một tí nào. Vậy thì tại sao chúng ta không lựa chọn những chiếc flagship cũ của năm ngoái để sử dụng? Giá vừa rẻ hơn nữa lại hiệu năng sử dụng cũng rất là ổn. Vậy thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đưa ra cho các bạn một vài gợi ý về những chiếc flagship cũ giá tốt các bạn có thể sử dụng nhé. Let's go! Đầu tiên thì mình sẽ nói về chiếc LG G7. LG G7 tuy ra mắt năm ngoái, thế nhưng với những cái thiết kế và cấu hình của nó thì vẫn giữ sức sử dụng trong năm nay. LG G7 ThinQ thì được trang bị khung kim loại với mặt lưng cao cấp kèm các gờ nhỏ giúp việc cầm máy được dễ dàng hơn. Cùng với mặt kính hơi cong được trang bị kính cường lực Korea Glass thế hệ thứ 5, không những giúp máy đạt chuẩn chống nước IP68 mà còn giúp tăng cường sự bền bỉ trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên thì phần mặt trước của thiết bị lại có tai thỏ, chỉ đóng vai trò nhận diện khuôn mặt mà khóa. Và đây là cái điều mà mình không thích lắm trên chiếc LG G7, bởi vì là tai thỏ mà, tai thỏ thì thường sẽ là một cái khiếm khuyết trên điện thoại. Và LG G7 ThinQ được trang bị con chip Snapdragon 845 đi kèm với RAM 4GB và bộ nhớ trăm sẽ là 64GB. Như vậy là các bạn có thể thoải mái sử dụng các tác vụ từ cơ bản như kiểu là lướt web, xem phim cho đến chơi các tựa game. Và một bổ sung chính khá hữu ích trên LG G7 ThinQ đó chính là AI cho máy ảnh. Mặc dù các thông số kỹ thuật phần cứng của máy ảnh thì không có quá nhiều thay đổi, LG G7 ThinQ thì có thiết lập camera kép với máy ảnh chính là 16MP và khẩu độ là f1.6, cùng với một máy ảnh lấy nét cố định là 16MP và khẩu độ là f1.9. Chúng ta sẽ có góc siêu rộng lên tới 120 độ và camera phía trước thì có độ phân giải là 8MP với khẩu độ là f2.0 và với hai góc chụp là 82 độ thông thường và 90 độ góc rộng. Và giá bán hiện tại của sản phẩm đang rơi vào khoảng hơn 5 triệu đồng. Chiếc điện thoại flagship cũ giá rẻ tiếp theo mà mình muốn nhắc tới các bạn đó chính là chiếc S9 Plus. Và mức giá hiện tại của sản phẩm này đang rơi vào khoảng 7 triệu rưỡi. Về thiết kế thì Galaxy S9 Plus được đánh giá là không có quá nhiều thay đổi so với Galaxy S8 Plus đời trước. Vẫn tiếp tục sử dụng kính cường lực và khung thép cứng cáp để làm vỏ máy. Với Galaxy S9 Plus thì Samsung dùng kính Corning Gorilla Glass thế hệ thứ 5, được xem là cứng cáp tương tự người đàn anh. Các thông số kỹ thuật tương tự phiên bản năm ngoái khi máy đi kèm với màn hình là 62 inch với độ phân giải là Quad HD cộng 2960x1440px cùng với công nghệ Super AMOLED cho khả năng hiển thị hình ảnh và độ tương phản cao. Và Samsung trang bị cho Galaxy S9 Plus chip xử lý Snapdragon 845 hoặc là con chip cây nhà lá vườn Exynos 9810 cùng với RAM 4GB và bộ nhớ trong là 128GB, đồng thời có thể mở rộng lên đến là 400GB qua cái gắm thẻ nhớ microSD. Và với sức mạnh này thì không có gì ngạc nhiên khi là Galaxy S9 Plus là chiếc máy smartphone có hiệu suất làm việc nhanh chóng. Và trong năm 2018 thì camera kép chính là cái điểm nhấn có trên dòng Galaxy S hàng đầu của Samsung. Với hệ thống này bao gồm camera độ phân giải là 12MP, khẩu độ là f1.5 kết hợp với camera tele cho khẩu độ là f2.4 với zoom quang 2x. Và trong số này thì khẩu độ f1.5 là lớn nhất. Đây là một trong những smartphone hiếm hoi được trang bị trong cái năm 2018 các bạn nhé. Và bên cạnh đó thì Samsung còn trang bị cho Galaxy S9 Plus chức năng quay phim Super Slow Motion 960fps. Và chiếc smartphone tiếp theo mình muốn nhắc đến với các bạn đó chính là chiếc Xiaomi Mi 8. Và hiện nay thì những chiếc Xiaomi Mi 8 hàng mới nha các bạn có mức giá vô cùng hấp dẫn. Thoạt nhìn thì Xiaomi Mi 8 sẽ khiến người ta liên tưởng ngay đến sản phẩm đến từ nhà táo, đó chính là chiếc iPhone X. Với những đường nét tương đồng như là màn hình tai thỏ này, camera kép đặt dọc của mặt lưng. Tuy nhiên thì nếu như để ý kỹ sẽ thấy phần viền dưới của máy sẽ dày hơn hẳn so với iPhone X. Mặt lưng cũng được bo cong mềm mại hơn rất nhiều. Và kích thước màn hình lớn sẽ cho trải nghiệm rộng hơn. Mặc dù cạnh dưới còn khá dày nhưng bù lại thì diện tích hiển thị lớn với thiết kế bo tròn tại 4 góc. Một điểm cộng nữa cho Mi 8 là nó không sử dụng màn hình IPS LCD như các sản phẩm tiền nhiệm trước đó, mà Xiaomi Mi 8 đã được trang bị màn hình AMOLED với kích thước là 6,21 inch, tỷ lệ là 18:7:9 và độ phân giải là Full HD cộng 1080x2248px. Và Xiaomi Mi 8 mang trong mình một cấu hình khủng so với mức giá tại các thời điểm mà nó được ra mắt, đó chính là vi xử lý Snapdragon 845 cùng với 6GB RAM. Và ở thời điểm hiện tại thì Mi 8 với thiết kế vẫn đủ đẹp, sức mạnh vẫn đủ dùng, các bạn có thể thoải mái sử dụng cho năm 2019 này. Và giá của sản phẩm hiện tại đang rơi vào khoảng hơn 6 triệu đồng cho sản phẩm mới các bạn nhé. Mới đấy, không phải hàng là như đâu. Và cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn chiếc smartphone flagship đến từ nhà Google, đó chính là con cưng Google Pixel 3.
Google Pixel 3 thì mang lại cho các bạn trải nghiệm sử dụng ngon hơn so với là Google Pixel 3 XL. Tại sao lại như vậy? Bởi vì nó có kích cỡ nhỏ gọn hơn, nhẹ hơn, trong khi vẫn được trang bị những cái phần cứng y hệt phiên bản lớn. Nhất là camera thì vẫn mang lại chất lượng ảnh rất tốt, và đặc biệt là chụp đêm night sky thần thánh. Và màn hình của Pixel 3 là 5,5 inch, nó nhỏ hơn đáng kể so với kích cỡ màn hình là 6,3 inch trên Pixel 3 XL. Thế nhưng đây vẫn là cái tỷ lệ được xem là lý tưởng đối với điện thoại thông minh. Và thiết kế hai viền trên dưới dày tạo ra cái không gian để Google tích hợp hai loa hướng về phía trước, âm thanh đầu ra lớn và trong trẻo. Ngoài ra thì viền trên còn có cụm camera trước với hai camera là 8 megapixel khác biệt về tiêu cự là 28mm và 19mm, khẩu độ lần lượt là f1.8 và f2.2, hỗ trợ chụp ảnh chân dung cũng như là chụp ảnh selfie góc rộng. Và trang bị camera trên Pixel 3 thì cũng sẽ tương tự với Pixel 3 XL với camera sau là 12,2 megapixel, khẩu độ là f1.8 và tiêu cự 28mm. Ngoài ra thì camera cũng hỗ trợ chống rung quang học OIS và lấy nét alpha điểm mạnh đôi. Và trên Pixel 3 thì tiếp tục phát huy triết lý của Google, đó là một camera là đủ. Và quan trọng là thuật toán Google cùng với chất lượng ảnh chụp hầu như là không khác gì so với Pixel 3 XL. Cuối cùng về cấu hình thì cũng không phải nói quá nhiều với flagship nhà của Google trong năm 2018 rồi. Chúng ta sẽ có Snapdragon 845 với 4GB RAM giúp bạn có thể thoải mái sử dụng từ những cái tác vụ cơ bản cho đến các tựa game nặng. Hơn nữa với hệ điều hành thuần đến từ Google thì Pixel 3 sẽ luôn được cập nhật những cái phiên bản mới nhất và sớm hơn so với các thiết bị khác đang có mặt trên thị trường Android. Ok, vậy là vừa rồi thì mình đã đưa ra gợi ý cho các bạn về những mẫu flagship cũ giá rẻ trong năm 2019 này. Và bạn đánh giá sao về những sản phẩm nói trên, hay là bạn ấn tượng với những chiếc smartphone nào nhất? Thì hãy cùng để lại ý kiến ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!